U20 nữ Việt Nam gục ngã trước những siêu phẩm, bao giới châu Á tiếc nuối, người hâm mộ lại nói điều bất ngờ. U20 nữ Việt Nam vừa có trận so tài với Australia trong khuôn khổ vòng loại U20 nữ châu Á. Đây là cơ hội để đoàn quân áo đỏ trả món nợ đá vay sau thất bại 0-2 và về nhì ở U18 AFF Cup 2022. Hai trận đấu ở vòng loại thứ hai tại Asian Cup 2024, Việt Nam giành 2 chiến thắng trước Iran và Lebanon, qua đó sớm giành vé vào chung kết Asian Cup. Điều tương tự cũng đã diễn ra với Australia, giúp đội bóng này sớm ghi danh vào vòng chung kết. Cả hai đã đi tiếp, cho nên trận đấu ngày hôm nay chỉ mang tính chất phân định thứ hạng. Tuy vậy, thứ hạng cũng là một yếu tố rất quan trọng. Nếu nhất bảng, chúng ta có thể đổi được nhóm hạt giống và rơi vào bảng đấu có lợi. Ngoài ra, đây là cơ hội để đoàn quân áo đỏ trả món nợ đã vay sau thất bại 0-2 và về nhì ở AFF Cup 2022. Đây cũng là dịp cho đội tuyển nữ của chúng ta khẳng định vị thế và test sức mạnh top 1 trị đại của bóng đá nữ thế giới. Ở hai lượt trận đấu vừa qua, thầy trò vị huấn luyện viên Akira vẫn chưa được ra sân với đội hình mạnh nhất khi mà liên tục có những thử nghiệm ở nhiều vị trí khác. Do vậy, những trụ cột như Lê Thị Bảo Trâm, Như Quỳnh hay là Vũ Thị Hoa thì đều được ra sân và hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, ba cầu thủ được ông Mai Đức Chung tạo điều kiện tập trung cùng đội tuyển nữ trước SEA Games 32 là Thanh Thảo, Nhật Lan và Minh Chuyên vẫn tiếp tục là điểm sáng của U20 Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là lọt vào top 4 châu Á. Hiện tại, Úc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc là 4 đội dẫn đầu. Trận gặp Úc sẽ quyết định để thắng lọt vào top 4. Huấn luyện viên trưởng của chúng ta tự tin. Và đúng với những gì vị huấn luyện viên này đã tuyên bố, những cô gái của chúng ta đã có một trận đấu hay trước Australia. Ở những phút đầu, bóng chủ yếu lan bên phần sân của các cô gái Việt Nam. Đây là điều dễ hiểu và đã được dự đoán từ trước. Chính vì vậy, các cô gái của chúng ta vẫn tỏ ra khá bình tĩnh. Phút thứ 10, Úc có pha cho bóng về phía hàng phòng ngự U20 Việt Nam. May mắn là tiền đạo mang áo số 16 đã dứt điểm hụt. Sau tình huống đó, cả đội tập trung hơn và hàng phòng ngự của Việt Nam vẫn đang vận hành tốt trước hành trình tấn công của đối thủ. Phút thứ 19, U20 nữ Việt Nam đã có một tình huống đáng chú ý đầu tiên. Cơ hội thoát xuống hiếm hoi của U20 nữ Việt Nam thuộc về Minh Chuyên, tuy nhiên số 9 khá đơn độc và đã bị lấn lướt. Phút 23, đến lượt Úc có pha kiểm soát bóng nguy hiểm, cầu thủ mang áo số 10 bên phía Australia đã đi bóng đột phá. May mắn cú dứt điểm đi sâu ngoài khung thành. Sau hơn 20 phút để Úc lấn át, U20 nữ Việt Nam chủ động hơn, các cô gái của Việt Nam đã mạnh dạn cầm bóng và tổ chức tấn công. Tuy nhiên, tính hiệu quả vẫn chưa cao. Thế trận sang co kéo dài tới hết hiệp 1, hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0 đều. Tuy nhiên, khi bước sang hiệp 2, trận đấu đã có bước ngoặt, Úc đã liên tiếp 2 bàn thắng. Bàn mở tỷ số đến từ phút 50, từ pha sút xa, cực kỳ đẹp mắt của số 8 bên phía Australia, đánh bại Kiều My hoàn toàn. Đến phút 56 tiếp tục là số 8 với một siêu phẩm sút xa. Sau hai bàn thắng, U20 nữ Việt Nam quyết tâm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, sự vượt trội về thể hình và đẳng cấp của Úc khiến cho các tiền đạo của chúng ta khá bế tắc. Trong khi đó, Úc vẫn tạo ra nhiều tình huống sóng gió và hàng thủ của đội tuyển nữ Việt Nam khá vất vả để bảo vệ khung thành cho Kiều My. Và giờ 90 phút thi đấu, Úc là những người giành chiến thắng chung cuộc. Các cầu thủ trẻ xứ sở chuột túi chứng minh vì sao họ lại là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch châu Á tới 3 lượt trận toàn thắng. Tuy nhiên, màn thể hiện trước những nền bóng đá nữ mạnh nhất thế giới thì cũng phải khiến cho châu Á dành lời khen cho các cô gái Việt Nam. Một tờ báo của Iran đã cho biết, phải dành lời khen cho các cô gái Việt Nam khi họ đã chơi rất kiên cường. Họ chỉ bởi đánh bại trong những cú sút xa của số 8 bên phía đội tuyển Úc. Tờ Bola nhận xét, U20 Úc và Việt Nam đã có một trận đấu tốt. Việt Nam đã có một trận thua ngày hôm nay, tuy nhiên U20 nữ Việt Nam cho thấy bản lĩnh thi đấu rất tốt. Còn tờ Australia News thì cho hay, U20 Úc tiếp tục có chiến thắng thứ 3. Đây là trận đấu khó khăn cho Úc trong suốt 2 vòng vừa qua khi phải chơi với một đội tuyển Việt Nam cực kỳ kỷ luật. Phút 50, U20 nữ Việt Nam mới chịu bàn thua đầu tiên và họ cũng là đội bóng đi tiếp cùng với Úc trong bảng đấu này. Trong khi đó, chứng kiến các cô gái lần đầu tiên đánh bại, người hâm mộ không khỏi có một chút buồn. Dù vậy, người hâm mộ vẫn dành những lời khen có cánh. Họ cao gấp đôi chúng ta, đã như vậy là hay rồi. U20 nữ Việt Nam đã rất quyết tâm, rất cháy. Các em đã thật sự có một trận đấu hay. Đúng như vậy, người hâm mộ đã chia sẻ, U20 nữ Việt Nam đã có một trận đấu quả cảm với số kết quả không như mong muốn. Chúng ta sẽ coi đây là một bài học tốt cho vòng chung kết U20 châu Á diễn ra vào năm sau. Cúp bóng đá nữ U20 châu Á do Liên đoàn bóng đá châu Á tổ chức 2 năm một lần, bắt đầu từ 2002. Giải đấu 2024 diễn ra tại Uzbekistan vào tháng 3 với 8 đội tham dự. Hiện tại, vòng chung kết đã xác định được 6 đội với tổng cộng là 8 đội tham dự, bao gồm 4 đội đặc cách là Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan và Triều Tiên.
cùng với hai đội tuyển là Việt Nam và Austria. Hai tấm vé còn lại được xác định sau các trận đấu thuộc vòng loại thứ 2 bảng B, kết thúc vào ngày 11 tháng 6. Tại vòng chung kết, ba đội có thành tích tốt nhất của châu lục sẽ giành vé tham dự U20 World Cup nữ 2024, đấu trường mà Nhật Bản đang là đương kim vô địch. Mục tiêu của Việt Nam sẽ là vào tới tứ kết của giải đấu năm nay. Trong khi đó, tại đội tuyển Việt Nam, thầy trò ông Mai Đức Chung đang tích cực tập luyện để hướng tới World Cup. Chia sẻ về lịch kế hoạch này, ông Mai Đức Chung khẳng định điều kiện tập huấn tại đây sẽ thích hợp để cho các cầu thủ nâng cao. Ông cho biết điều kiện ăn uống cũng như thời tiết ở Đức rất tốt, cũng giống như khi tập huấn tại Nhật Bản. Ở đây chúng tôi sẽ có các trận giao hữu với đối thủ phù hợp để chuẩn bị cho quá trình World Cup. Một mặt chúng tôi sẽ chuẩn bị thi đấu với các đội, bên cạnh đó chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao thể lực và kỹ thuật của mình. VFF đã lên kế hoạch chuyên sâu tại Đức và Ba Lan và đã được ban huấn luyện tính toán từ rất sớm và chuẩn bị tốt. Ông Mai Đức Chung cho biết thêm, vừa rồi Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã căn dặn toàn đội và không đặt tham vọng lớn tại vòng chung kết bóng đá nữ thế giới, nhưng yêu cầu toàn đội phải thực hiện một cách cố gắng nhất. Trình độ của chúng ta chưa bằng với các đối thủ của giải đấu và đây cũng là lần đầu tiên chúng ta góp mặt. Vì thế chúng tôi sẽ giữ một tinh thần vận động mọi người được thoải mái nhất nhưng cũng đạt yêu cầu về chuyên môn. Sau giải đấu sắp tới chúng tôi còn trận đấu ASEAN và vòng loại thứ 2 Olympic. Chúng ta cần phải đi xa hơn nữa. Những năm tiếp theo của bóng đá Việt Nam cần dần dần tiến bộ và có những thành tích tốt để đáp ứng được yêu cầu lẫn kỳ vọng của người hâm mộ. Buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam, ban huấn luyện đã cho các cầu thủ tập luyện bài phối hợp và chiến thuật nhóm. Bên cạnh đó, ông Mai Đức Chung và các cộng sự cũng cho các học trò rèn luyện thêm về tốc độ. Tôi muốn vận động viên của chúng ta phối hợp nhanh trên 2/3 sân khi đá phòng ngự và chặt chẽ trong phản công. Khi chúng ta có được bóng, chúng ta phải tấn công thật nhanh. Đội tuyển nước Việt Nam sẽ có 3 tuần tập huấn tại Đức và Ba Lan với 4 trận giao hữu. Hàng ngày đội sẽ có buổi tập nhẹ vào sáng và buổi tập chính buổi chiều. Trong thời gian tại Đức, thầy trò ông Mai Đức Chung sẽ có 3 trận đấu giao hữu với các quân xanh tại đây. Tâm điểm sẽ là trận giao hữu với đội tuyển Đức vào lúc 18:15 ngày 24 tháng 6. Ngày 15 tháng 6, thầy trò ông Mai Đức Chung sẽ di chuyển tới thủ đô của Ba Lan để tập luyện và thi đấu giao hữu cùng với đội tuyển nữ Ba Lan vào ngày 19 tháng 6 trước khi quay trở vào Đức vào ngày 20 tháng 6.